Sao? Cao buồn hả? Em có anh ngon ở nhà cao buồn à? Tao gần lấy em đi. Không hả? Ca sao đây? Này, chị cho này, cầm lấy em đi. Mình tao uống sữa đi. Sao? Không ăn được cũng không uống luôn à? Ừ. Không uống à?
đi đâu rồi? Quả thì đang còn để đây. Đi xuống nhà rồi à? Chơi rồi cá phải không? Chị tìm từ nãy giờ không thấy đâu cả, gọi không thấy về, chắc là lại đi sang nhà hàng xóm chơi rồi. Mấy hôm nay là đi quen chân rồi con. Ca ngủ rồi à? Ca ơi, ca vừa mới ngủ trên nhà mà xuống đây lại ngủ rồi à? Ca, anh Mon không có nhà chơi, có mình rồi thối buồn đúng không? Ca ơi, nào dậy, dậy xuống nhà chị lấy đồ ăn cho nào. Ăn ca ơi, ca. Mới ngủ mà. Anh ca, anh mong cho ca rồi ca buồn đúng không? Dậy nè, dậy đi chị lấy đồ ăn nào. Ca ơi. Bình thường có anh Mon ở nhà, anh Mon chơi đùa nghịch ngợm. Hôm nay anh Mon trốn đi chơi rồi, có mình buồn, không biết chơi với ai. Dậy đi, dậy đi chị lấy đồ ăn cho nó nào. Nào ca, ca ơi. Không hả? Cái trốn ca đi chơi thôi à? Mình ca ở nhà buồn đúng không? Ca. Ca ngồi đấy đi rồi chị mang lại cho ăn. Uống sữa nữa nha. Này ca đi, ca cầm đấy. Ca đi ca. Này. Này ca. Ca đi này. Ăn đi. Anh em có đói từ sáng giờ bây giờ cho ăn gì hả? Này ca cầm lấy đi. Này, sao? Ca buồn hả? Này em có anh Mon ở nhà ca buồn à? Thôi không sao này, thôi ca cứ ăn đi. Ca cầm lấy ăn đi. Không hả? Sao? Ca buồn à? Buồn gì? Không có anh Mon ở nhà là buồn không muốn ăn hả? Ca sao đây? Này, chị cho này. Cầm lấy ăn đi. Sao? Không ăn hả? Hay ca chờ anh Mon về ăn? Ca đi này. Đấy, hình như anh Mon đang chơi bên kia. Chó đang gấu rồi kìa. Này ca đi. Sao? Ăn đi. Không ăn, chị lấy sữa nhá. Chị lấy sữa nào. Sữa đi. Mình cá uống sữa đi. Sao? Không ăn được cũng không uống luôn à? Này uống đi, này uống đi, không có đói chứ nhỉ? Uống đi rồi lát nữa chị mang ca đi gọi anh Mon về nhá. Xem anh Mon đang chơi ở đâu nào. Không về với em nào. Thôi không buồn nữa nhá. Này cá uống đi. Ca đi gọi anh Mon về nhá. Sao?
Anh ngon ăn trời đâu rồi? Nào. Không uống à? Thế thì chị bé đi tìm anh ngon nhá. Rồi chị để đây đợi anh ngon về ăn nhá.